3 nguyên nhân lớn khiến nội tiết tố suy giảm ở người trẻ dưới 30 tuổi. Căng thẳng và áp lực thần kinh. Người trẻ thường phải đối mặt với áp lực cao trong công việc, học tập và cuộc sống, dẫn đến căng thẳng kéo dài. Các vấn đề tâm lý như lo âu và trầm cảm cũng có thể ảnh hưởng đến hệ thống nội tiết tố, làm suy giảm sản xuất hormone, chế độ ăn uống và lối sống không lành mạnh, thiếu hụt các chất dinh dưỡng quan trọng, đặc biệt là vitamin và khoáng chất cần thiết cho sự sản xuất hormone. Lối sống ít vận động có thể làm giảm sự hoạt động của các hệ thống nội tiết tố. Sử dụng nhiều rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích khác có thể làm ảnh hưởng đến cân bằng hormone. Rối loạn giấc ngủ. Ngủ không đủ giấc hoặc giấc ngủ không chất lượng làm rối loạn quá trình sản xuất và điều tiết hormone. Thói quen thức khuya ngủ muộn và lịch làm việc thất thường cũng ảnh hưởng xấu đến nội tiết tố.